các bốn chồng sao có quan điểm sống chuẩn mực là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Mỗi người sống trên đời này đều có những quan điểm sống riêng của mình, nó làm nên những giá trị đặc biệt cho bản thân của từng người. Tùy vào từng tình huống, từng vấn đề mà chúng ta có những cách nhìn nhận, cách giải quyết khác nhau. Thái độ nào tạo ra kết quả tương xứng. Vậy trong 12 cung hoàng đạo, đâu là chồng sao có quan điểm sống chuẩn mực? đáng để người khác noi theo nhất. Cùng mật ngữ 12 chồng sao, khám phá ngay bây giờ nhé. Hạng 1 Chồng sao Bạch Dương Hạnh phúc là vô giá nhất. Theo mật ngữ 12 chồng sao, quan điểm hay cách nhìn nhận về cuộc sống của Bạch Dương rất thú vị, đáng trở thành tấm gương sáng cho người xung quanh học hỏi. Đó là bởi, những chú cừu luôn chú trọng đến những niềm vui, hạnh phúc của mình trong cuộc đời này. Dương Dương quan niệm, tiền bạc rất khó mua được hạnh phúc. Và quả thực, cung hoàng đạo này đã đặt niềm vui và hạnh phúc của bản thân lên hàng đầu, nhờ thế mà họ luôn đạt được trạng thái tinh thần tốt nhất, giữ được sự hăng hái và lạc quan trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Từ đó, Bạch Dương có được tinh thần mở mang, đầu óc sáng tạo, đưa ra những ý tưởng mới mẻ và thú vị, cơ hội phát triển nhờ vậy cũng nhiều hơn. Hạng 2 chồng sao cự giải mọi thứ đều cần rõ ràng cự giải cũng là một chồng sao có quan điểm sống chuẩn mực đáng noi theo đối với những chú cua họ luôn suy nghĩ làm mọi thứ với thái độ rõ ràng họ rất hiếm khi mơ hồ về bất cứ điều gì đó là bởi giải giải không muốn quẩn quanh rối rắm trong bất cứ hoàn cảnh nào họ hiểu rằng càng mơ hồ bản thân càng dễ đưa ra lựa chọn sai lầm ảnh hưởng tới tương lai. Cho nên, hoặc là không quan tâm, hoặc là phải làm rõ ràng, đây chính là quan điểm sống của cự giải. Hạng 3 Chồng sao sư tử Chiến đấu vì những gì bạn muốn Những người sinh ra dưới chồng sao sư tử là người rất giàu tham vọng, hiểu được điều mình mong muốn là gì và phải phấn đấu ra sao để đạt được mục đích. Thông qua cách làm việc, nhiều người đánh giá sư tử khá háo thắng, nhưng thực chất, họ là người không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc khi chưa chạm tay tới mục tiêu. Sư tử không tiếc công sức để đấu tranh cho những gì mình muốn, cho dù có phải đánh đổi bằng thời gian và công sức ra sao. Sự kiên định và quyết tâm của chồng sao này, đương nhiên cũng là một tấm gương tích cực cho mọi người noi theo. Hạng 4. Chồng sao Bảo Bình yêu bản thân trước sau đó mới yêu người khác bảo bình là người theo chủ nghĩa cá nhân điển hình họ luôn độc lập trong từng suy nghĩ và hành động quan điểm sống của bảo bảo rất rõ ràng đó là yêu bản thân mình trước sau đó mới có thể yêu người khác một khi đến chính bản thân còn không chăm sóc tốt thì sao có thể quan tâm tới người bên cạnh bảo bình cho rằng học cách yêu bản thân chính là để sống trọn vẹn hơn biết trân quý và chấp nhận con người thật của mình cho nên yêu thương bản thân trước tiên là một trong những nguyên tắc sống hàng đầu của cung hoàng đạo này